sự chảy máu tên khác xuất huyết băng huyết mất máu ngón tay chảy máu một vết thương chảy máu ở ngón tay chuyên khoa cấp cứu huyết học biến chứng mất máu sốc giảm thể tích hôn mê sốc chảy máu xuất huyết xuất huyết hoặc mất máu là máu thoát ra khỏi hệ thống tuần hoàn từ các mạch máu bị tổn thương chảy máu có thể xảy ra bên trong hoặc bên ngoài qua lỗ tự nhiên như miệng mũi Tay, niệu đạo, âm đạo hoặc hậu môn hoặc qua vết đâm trên da. Giảm thể tích máu là tình trạng giảm thể tích máu nghiêm trọng và tử vong do mất máu quá nhiều được gọi là mất máu. Thông thường, một người khỏe mạnh có thể mất 10 đến 15% tổng lượng máu mà không gặp khó khăn nghiêm trọng về y tế, để so sánh, việc hiến máu thường chiếm 8 đến 10% lượng máu của người hiến. Việc cầm máu hoặc kiểm soát chảy máu được gọi là cầm máu và là một phần quan trọng của cả sơ cứu và phẫu thuật. Việc sử dụng keo cyanoacrylate để ngăn chảy máu và bịt kín vết thương trong trận chiến được thiết kế và sử dụng lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam. Ngày nay, nhiều phương pháp điều trị y tế sử dụng phiên bản y tế của keo siêu dính thay vì sử dụng các mũi khâu truyền thống được sử dụng cho các vết thương nhỏ cần được đóng lại ở cấp độ da. Điều này ngăn ngừa nhu cầu loại bỏ các mũi khâu trong một số lần truy cập trong tương lai. Các loại: Đầu trên, xuất huyết nội sọ chảy máu trong hộp sọ, xuất huyết não một loại xuất huyết nội sọ chảy máu trong chính mô não, xuất huyết nội sọ chảy máu trong não do vỡ mạch máu trong đầu. Xem thêm đột quỵ xuất huyết, xuất huyết dưới nhện ra ám chỉ sự hiện diện của máu trong khoang dưới nhện do một số quá trình bệnh lý thuật ngữ xa được sử dụng phổ biến trong y tế đề cập đến các loại xuất huyết không do chấn thương, thường là do vỡ phình mạch dạng quả mọng hoặc dị dạng động tĩnh mạch AVM. Phạm vi của bài viết này được giới hạn trong các xuất huyết không do chấn thương này. Nhìn, xuất huyết dưới kết mạc chảy máu mắt phát sinh từ một mạch máu bị vỡ trong củng mạc trong trắng của mắt. Thường là kết quả của căng thẳng, bao gồm hát hơi, ho nôn mửa hoặc các loại căng thẳng khác. Mũi, chảy máu cam chảy máu mũi. Miệng, mọc răng mất răng. Nôn ra máu nôn ra máu tươi. Ho ra máu ho ra máu từ phổi. Phổi, xuất huyết phổi. Tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa trên. Xuất huyết tiêu hóa dưới. Xuất huyết tiêu hóa ẩn. Đường tiết niệu tiểu da máu có máu trong nước tiểu do chảy máu đường tiết niệu. Phụ khoa, chảy máu âm đạo, băng huyết sau sinh, chảy máu đột phá, chảy máu buồng trứng đây là một biến chứng có khả năng gây thảm họa và không quá hiếm gặp ở những bệnh nhân gầy. Mắc hội chứng buồng trứng đa năng trải qua quá trình lấy tế bào trứng qua âm đạo. Hậu môn Mạch máu, vỡ phình động mạch, cắt động mạch chủ chấn thương do điều trị. Nguyên nhân, xem thêm, vết thương, chảy máu phát sinh do chấn thương, tình trạng bệnh lý tiềm ẩn hoặc kết hợp. Chấn thương, chảy máu do chấn thương là do một số loại chấn thương. Có nhiều loại vết thương khác nhau có thể gây chảy máu do chấn thương. Bao gồm các chảy xước còn được gọi là chảy da. Hiện tượng này xảy ra do tác động ngang của vật thể lạ lên da và thường không xâm nhập vào bên dưới lớp biểu bì. Excreation điểm chung với mày mòn, điều này được gây ra bởi phá hủy cơ học của da. Mặc dù nó thường có nguyên nhân y tế tiềm ẩn, hematoma gây ra bởi tổn thương mạch máu khiến máu tích tụ trong khu vực kín. Vết rách vết thương không đều do va chạm mạnh vào mô mềm đè lên mô cứng hoặc rách chẳng hạn như khi sinh con trong một số trường hợp điều này cũng có thể được sử dụng để mô tả một vết rạch vết rạch vết cắt vào mô hoặc cơ quan của cơ thể chẳng hạn như bằng dao mổ được thực hiện trong khi phẫu thuật vết thương đâm thủng gây ra bởi một vật thể xuyên qua da và các lớp bên dưới chẳng hạn như móng tay kim hoặc dao nhiễm trùng còn được gọi là vết bầm tím đây là một chấn thương cùn làm tổn thương mô dưới bề mặt da Chấn thương do nghiền nát gây ra bởi một lượng lực lớn hoặc cực lớn được áp dụng trong một khoảng thời gian. Mức độ của vết thương do dập nát có thể không xuất hiện ngay lập tức. Chấn thương đạn đạo gây ra bởi vũ khí phóng như súng cầm tay. điều này có thể bao gồm hai vết thương bên ngoài vào và ra và vết thương tiếp giáp giữa hai vết thương. Mô hình chấn thương đánh giá và điều trị sẽ thay đổi theo cơ chế chấn thương chấn thương cùn gây ra chấn thương thông qua hiệu ứng sốc cung cấp năng lượng trên một khu vực vết thương thường không thẳng và da không bị đứt có thể che giấu vết thương đáng kể chấn thương xuyên thấu theo quá trình của thiết bị gây thương tích khi năng lượng được sử dụng theo kiểu tập trung hơn nó cần ít năng lượng hơn để gây thương tích đáng kể bất kỳ cơ quan nào của cơ thể kể cả xương và não đều có thể bị thương và chảy máu chảy máu có thể không rõ ràng các cơ quan nội tạng như gan thận và lá lách có thể chảy máu vào khoang bụng các dấu hiệu rõ ràng duy nhất có thể đi kèm với mất máu chảy máu từ các lỗ trên cơ thể chẳng hạn như trực tràng mũi hoặc tay có thể báo hiệu chảy máu bên trong nhưng không thể dựa vào đó chảy máu do thủ thuật y tế cũng thuộc loại này tình trạng sức khỏe chảy máu y tế biểu thị xuất huyết do một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn tức là nguyên nhân chảy máu không trực tiếp do chấn thương máu có thể thoát ra khỏi mạch máu do ba kiểu chấn thương cơ bản thay đổi nội mạch thay đổi máu trong mạch ví dụ huyết áp yếu tố đông máu thay đổi bên trong những thay đổi phát sinh trong thành mạch máu ví dụ phình động mạch bóc tách avm vasculitis thay đổi ngoại mạch những thay đổi phát sinh bên ngoài mạch máu. Ví dụ, nhiễm H. pylori, áp xe não. Khối u não cơ sở khoa học cơ bản của quá trình đông máu và cầm máu được thảo luận chi tiết trong các bài viết đông máu, cầm máu và các bài viết liên quan. Các cuộc thảo luận ở đây được giới hạn trong các khía cạnh thực tế phổ biến của sự hình thành cục máu đông mà biểu hiện là chảy máu. Một số điều kiện y tế cũng có thể làm cho bệnh nhân dễ bị chảy máu. Đây là những tình trạng ảnh hưởng đến chức năng cầm máu, kiểm soát chảy máu bình thường của cơ thể. Những điều kiện như vậy hoặc là hoặc gây ra chảy máu cơ địa. Cầm máu liên quan đến một số thành phần. Các thành phần chính của hệ thống cầm máu bao gồm tiểu cầu và hệ thống đông máu. Tiểu cầu là những thành phần máu nhỏ tạo thành một nút trên thành mạch máu để cầm máu tiểu cầu cũng tạo ra nhiều chất kích thích sản xuất cục máu đông. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất làm tăng nguy cơ chảy máu là tiếp xúc với thuốc chống viêm không steroid NSAID. Nguyên mẫu của những loại thuốc này là aspirin, có tác dụng ức chế sản xuất thrombosan. NSAID ức chế kích hoạt tiểu cầu, do đó làm tăng nguy cơ chảy máu. Tác dụng của aspirin là không thể đảo ngược, do đó. Tác dụng ức chế của aspirin vẫn còn cho đến khi tiểu cầu được thay thế, khoảng 10 ngày. Các NSAID khác, chẳng hạn như ibuprofen, moten, và các loại thuốc liên quan, có thể đảo ngược và do đó. Tác dụng đối với tiểu cầu không kéo dài. Có một số yếu tố đông máu được đặt tên tương tác theo một cách phức tạp để hình thành cục máu đông, như đã thảo luận trong bài viết về đông máu. Sự thiếu hụt các yếu tố đông máu có liên quan đến chảy máu lâm sàng. Ví dụ, sự thiếu hụt yếu tố 8 gây ra bệnh máu khó đông A cổ điển trong khi sự thiếu hụt yếu tố IX gây ra bệnh giáng sinh, bệnh ưa chảy máu B. Các kháng thể đối với yếu tố 8 cũng có thể làm bất hoạt yếu tố 7 và gây chảy máu rất khó kiểm soát. Đây là một tình trạng hiếm gặp có nhiều khả năng xảy ra ở những bệnh nhân lớn tuổi và ở những người mắc bệnh tự miễn dịch. Một rối loạn chảy máu phổ biến khác là bệnh von Willebrand. Nó được gây ra bởi sự thiếu hụt hoặc chức năng bất thường của yếu tố von Willebrand có liên quan đến hoạt hóa tiểu cầu. Sự thiếu hụt các yếu tố khác, chẳng hạn như yếu tố 13 hoặc yếu tố 7 đôi khi được nhìn thấy, nhưng có thể không liên quan đến chảy máu nghiêm trọng và không được chẩn đoán phổ biến ngoài chảy máu liên quan đến NSAID, một nguyên nhân gây chảy máu phổ biến khác là liên quan đến thuốc ua phần Cumadain và các loại khác. Thuốc này cần được theo dõi chặt chẽ vì nguy cơ chảy máu có thể tăng lên rõ rệt do tương tác với các loại thuốc khác. Ua phần hoạt động bằng cách ức chế sản xuất vitamin K trong ruột. Vitamin K cần thiết cho việc sản xuất các yếu tố đông máu 2, 7, IX và X ở gan một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây chảy máu liên quan đến gua phần là dùng thuốc kháng sinh. Vi khuẩn đường ruột tạo ra vitamin K và bị kháng sinh tiêu diệt. Điều này làm giảm mức vitamin K và do đó làm giảm việc sản xuất các yếu tố đông máu này. Thiếu chức năng tiểu cầu có thể cần truyền tiểu cầu trong khi thiếu các yếu tố đông máu có thể yêu cầu truyền huyết tương tươi đông lạnh hoặc các yếu tố đông máu cụ thể chẳng hạn như yếu tố tắm cho bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông. Sự nhiễm trùng, các bệnh truyền nhiễm như Ebola, bệnh do virus ma buốc và sốt vàng da có thể gây chảy máu. Chẩn đoán, chẩn đoán hình ảnh. Xem thêm, giám định vết thương hóa chất Diosabro lên cho phép đánh dấu fluor phóng xạ 18F lên các tế bào hồng cầu. Cho phép chụp cắt lớp phát xạ Positron PET để chụp xuất huyết não. Phân loại Xuất huyết dưới kết mạc là một biến chứng phổ biến và tương đối nhỏ sau phẫu thuật LASIK. Ảnh vi mô cho thấy các đại thực bào phế năng chứa nhiều hemocyron màu nâu sẫm như đã thấy trong xuất huyết phổi. Vết SNI, mất máu. Xuất huyết được chia thành bốn loại bởi hỗ trợ cuộc sống chấn thương tiên tiến của Đại học Phẫu thuật Hoa Kỳ ATLS. Xuất huyết loại Y liên quan đến 15% thể tích máu. Thường không có thay đổi về các dấu hiệu sinh tồn và hồi sức bằng dịch thường không cần thiết. Xuất huyết loại hai liên quan đến 15 đến 30% tổng lượng máu. Một bệnh nhân thường bị nhịp tim nhanh, nhịp tim nhanh với sự giảm chênh lệch giữa huyết áp tâm thu và tâm trương. Cơ thể cố gắng bù đắp bằng sự co mạch ngoại biên. Da có thể bắt đầu trông nhợt nhạt và mát lạnh khi chạm vào. Bệnh nhân có thể biểu hiện những thay đổi nhỏ trong hành vi. Hồi sức thể tích bằng dung dịch tinh thể, dung dịch nước muối hoặc dung dịch lactate Ringer là tất cả những gì thường được yêu cầu. Truyền máu thường không cần thiết. Xuất huyết loại 3 liên quan đến việc mất 30 đến 40% lượng máu lưu thông. Huyết áp của bệnh nhân giảm, nhịp tim tăng, Giảm tưới máu ngoại vi, sốc xảy ra với việc giảm khả năng đổ đầy mao mạch và tình trạng tâm thần trở nên tồi tệ hơn. Hồi sức bằng dịch tinh thể và truyền máu thường là cần thiết. Xuất huyết lại IV liên quan đến việc mất dấu lớn 40% thể tích máu lưu thông. Giới hạn bù đắp của cơ thể đã đạt đến và cần phải hồi sức tích cực để ngăn ngừa tử vong. Hệ thống này về cơ bản giống như được sử dụng trong giai đoạn sốc giảm thể tích những người có thể chất và tim mạch tuyệt vời có thể có cơ chế bù trừ hiệu quả hơn trước khi bị trụy tim mạch. Những bệnh nhân này có thể trông có vẻ ổn định với sự rối loạn tối thiểu về các dấu hiệu sinh tồn trong khi tưới máu ngoại vi kém. Bệnh nhân cao tuổi hoặc những người mắc bệnh mãn tính có thể ít chịu đựng hơn khi mất máu, ít khả năng bù đắp và có thể dùng các loại thuốc như thuốc chẹn beta có khả năng làm giảm phản ứng tim mạch. Cần thận trọng trong đánh giá xuất huyết ồ ạt. Mặc dù không có định nghĩa được chấp nhận rộng rãi về xuất huyết ồ ạt, những điều sau đây có thể được sử dụng để xác định tình trạng. Y. Mất máu vượt quá thể tích máu tuần hoàn trong khoảng thời gian 24 giờ. Y. Mất máu bằng 50% thể tích máu tuần hoàn trong khoảng thời gian 3 giờ. Y. Mất máu mất quá 150ml một phút. Hoặc ít mất máu cần truyền huyết tương và tiểu cầu. Tổ chức Y tế Thế giới Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một thang điểm chuẩn hóa để đo lường mức độ nghiêm trọng của chảy máu. Độ 0, không, không chảy máu, độ 1, xuất huyết, độ 2, mất máu nhẹ, có ý nghĩa lâm sàng, độ 3, mất máu nhiều, cần truyền máu, nặng, độ 4. Mất máu do suy nhược, võng mạc hoặc não dẫn đến tử vong. Ban quản lý, xem thêm, cấp cứu cầm máu, chữa lành vết thương, và chuẩn bị giường vết thương chảy máu cấp tính do vết thương trên da thường được điều trị bằng cách ấn trực tiếp đối với những bệnh nhân bị thương nặng garo rất hữu ích trong việc ngăn ngừa các biến chứng của sốc thuốc chống đông máu có thể cần phải ngưng và có thể đảo ngược ở những bệnh nhân bị chảy máu đáng kể trên lâm sàng bệnh nhân bị mất quá nhiều máu có thể cần truyền máu từ nguyên học từ xuất huyết hoặc hemorrhage, sử dụng chữ ghép y, xuất phát từ tiếng Latin hemorrhage, từ tiếng Hy Lạp cổ đại haimoragia, hemorrhagia, chảy máu dữ dội, từ hemorrhages. Chảy máu dữ dội, từ hama, hama, máu. Cộng ra kia, từ rinunai, rinunai, phá vỡ, bùng nổ. Hãy thích, chia sẻ, đăng ký kênh khi thấy video hữu ích. Xin chân thành cảm ơn. Video được thực hiện Dương Thanh Thơ.